Chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Đây là em Huấn Phạm đây. Đó thì hôm nay em lại tiếp tục lên cho các bác một số cái mặt hàng của bên em mới cũ đang cập nhật tại cửa hàng để gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện thì không nhắn tin và đã nhắn tin thì không gọi điện nữa, để tránh việc shop em lên đơn nhiều lần thiệt hại đến shop, nhưng cũng như là các bác phải mua hàng, phải nhận hàng đi lại sẽ rất là mất công. Đó thì em chỉ lưu ý các bác vậy thôi. Và bên em thì chuyên phân phối các dòng sản phẩm hàng bãi Nhật, Mỹ, Đức rất là đầy đủ, rộng rãi các mặt hàng để gửi tới các bác nhé. Đó thì các bác cứ xem ưng ý cái mặt hàng nào thì có thể liên hệ trực tiếp bên em tư vấn báo giá, em sẽ đi vào trực tiếp luôn. Các số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn các bác nhé. Đấy, liên hệ các số hotline của bên em đây. Sản phẩm đầu tiên em lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái đá mài của Nhật này, thì bên em lại mới về các bác nhá. Đây, khi các bác nhận được hàng thì hàng là hàng mới, chưa qua sử dụng các bác nhá, hàng của thương hiệu Toysi các bác này. Đó, Toysi made in Japan các bác nhá. Đấy, hàng mới toanh, chưa qua sử dụng các bác nhá, siêu đẹp luôn các bác. Đó, đây. Đấy các bác nhá, hàng rất đẹp luôn. Một viên đá này của nó nặng 6-7 lạng các bác. Đá mài Nhật thì các bác biết rồi, Nhật là một đất nước chuyên về đá mài và dao dợ các thứ, cho nên nhá, hàng của nó rất chất luôn. Đây, thông số của nó đây các bác nhá. Hàng của thương hiệu Toysi này, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Của nó là 3000 trên 1000 trên 3000, tức là độ mịn đấy. Độ mịn càng cao thì mài đá càng sắc các bác nhá. Mài đá càng sắc luôn. Đó các bác thấy không? Đây, rất chất luôn các bác nhá. Các bác lên mã cho em là đá mài Nhật này. Đó thì các bác lên mã cho em là đá mài Nhật các bác nhá. Bên em chỉ có một mẫu duy nhất thôi. Độ mịn của nó là 1000 trên 3000. Nó là dòng đá A, đá cao cấp đấy các bác nhá. Đó, đá cao cấp rồi. Nó là dạng hàng đá A đấy các nhá. Đó, đá A đấy, đó là đá phân khúc cao cấp của Nhật các nhá. Cái này thì bên em đang bán cho các bác với giá là 220k bao ship các nhá. Đó, 220k bao ship cho bác luôn. Các bác lên mã cho em là đá mài Nhật các nhá. Đá mài Nhật 220k bao ship. Đó, dòng này là dòng cao cấp các nhá. Đó. Đây, mài thì siêu sắc bén luôn. Có cả đế cao su lót cho các bác luôn, để các bác khi mà các bác mài như này nó không bị xê dịch các nhá. Đấy, các bác di chuyển như này nó không xê dịch này. Rất là tiện dụng luôn. Các bác lên mã cho em là đá mài A. Bên em đang gửi tới các bác cái giá là đây, 220k. Đó, 220k viên đá mài A này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là bên em lại tiếp tục về cái lô cưa gấp cán trắng đen các bác. Hàng siêu đẹp luôn. Đó, cưa gấp cán trắng đen. Hàng siêu đẹp luôn, giá siêu tốt các bác nhá. Đó, đây. Cưa gấp cán trắng đen, hàng siêu đẹp luôn. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, cưa của Nhật các bác nhá, dùng rất là ngon luôn. Đó, đây các bác quan sát này. Đây, đây, các bác mở ra như này, mở thì ấn cái này xem, ấn cái lẫy này để mở. Đó, đấy các bác theo, tành tách luôn, rất là ngon luôn. Các bác lên cho em là cưa gấp cán trắng đen, bên em bán là 120k bao ship luôn, giá siêu tốt cho bác luôn các bác nhá. Chỉ có 120k một con cưa như này, còn bao ship về tận nhà cho bác luôn, giá rất rẻ này. Đó, con này thì nó sử dụng cái hệ cưa là cưa mở nhá. Đấy, nó có những cái giòn, những cái lỗ hạt bòng như này, thì khi các bác cưa ấy, thì những cái vị trí mà nó và những cái cây mà nó nhiều mùn hoặc là cây ướt, cây tươi thì nó sẽ đọng cái mùn vào trong cái lỗ này, thì các bác cưa nó không bị xít, bó cưa. 120k bao ship các nhá. Các bác lên mã cho em là cưa gấp cán trắng đen, 120k bao ship. Đó, sản phẩm tiếp theo lên thì quý bác trong ngày hôm nay đó là cái con lấy dấu này. Đây, con lấy dấu đây. Đấy, con lấy dấu đây. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Đấy, để em lấy dấu thử cho bác xem nhá. Đây, em ấn vào cái đầu cái kéo cắt cành coi nhá. Đó, đây. Đấy, một con như này thì bên em đang gửi tới các bác là 100k bao ship coi nhá. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Đây nhá. Đấy, ấn vào đây này. Đấy, các bác bỏ ra cái nó có dấu luôn. Đây, con. Đó, đây dấu đây của nó đây. Đấy, đầu dấu đây coi nhá. Đây, làm ấn tiếp lỗ nữa cho các bác xem. Đấy các bác thấy không? Đó, ấn lên tạch phát là có dấu luôn. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Thì các bác lên mã xem là lấy dấu không nhá. Đó. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 100k bao ship. Đấy. Các bác lên mã xem là lấy dấu không nhá. 100k. 100k bao ship luôn các bác nhá. Đó, 100k bao ship. Đây. 100k bao ship các bác nhá. Đó, lấy dấu 100k bao ship. Rất là ngon luôn. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay đó là bên em mới về một cái lô dao của Nhật thôi nhé, dao của Nhật đây, hàng của thương hiệu Sato. Đó,
hàng từ Sato Japan các bác này. Đó. Dao Nhật này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là con này bên em ký hiệu nó là S2 các nhá. Ký hiệu nó là S2 và bên em gửi tới các bác với giá là 240k. Dòng này thì của nó là hàng mới tinh chưa qua sử dụng. Rất sắc luôn các nhá. Đó. Rất sắc luôn. Đó. Con này các bác dùng thì cẩn thận giúp đi em, tại vì dao nó rất là sắc. Đây, em sẽ test sản phẩm cho bác xem nhá. Đây. Đây các bác xem. Đó, các bác theo. Rất sắc luôn các nhá. Đó. Đây, cắt dây bóng như không luôn các bác theo. Đó. Nếu mà các bác dùng mà các bác dọc giấy thì nó là bình thường rồi. Còn dọc giấy bóng mới là cả một vấn đề các nhá. Đó, các bác theo. Siêu sắc luôn. Đó. Con này dao của nó thì dài khoảng 31 cm. Bản 31 cm. Đường chiều ngang của nó thì khoảng 4,5 cm thôi nhá. Đây, hàng của thương hiệu Sato này. Đó, Sato Japan các bạn này. Chuẩn chất Nhật luôn các nhá. Hàng mới tinh, chưa qua sử dụng. Con này bên em ký hiệu nó là S2. Và bên em đang gửi tới các bác với giá là 240k. S2 240k. Các bác lên mã giúp em là S2 các nhá. S2 240k con này. Hàng siêu chất luôn cho các bác sử dụng. Đấy, hàng của thương hiệu Sato Japan S2. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên em mới về được một lô cái máy cạo râu các nhá. Máy cạo râu hàng của Nhật, cực kỳ là chất lượng sọc sò luôn. Đây, các bác quan sát này. Đó. Máy cạo râu này thì bên em gửi tới các bác với giá là 170k bao ship một con máy cạo râu như này các nhá. 170k bao ship cho bác luôn. Đó, hàng siêu chất lượng luôn. Đây các bác quan sát này. Đấy, đây. Đấy, hàng made in Japan các nhá. Đó. Rất chất lượng luôn, các bác thấy không? Đó, chân sạc của nó đây nhá. Các bác cắm sạc thì ấn cái này ra sau. Đấy. Ấn lấy này ra sau. Đó. Còn khi cạo râu thì đây, rất đơn giản thôi. Nếu mà các bác râu dài thì các bác dùng cái tăng đơ này trước này. Đấy, dùng cái tăng đơ này cắt trước cho em. Đó. Sau đó thì cạo râu thì các bác cạo bình thường thôi. Em sẽ test cho các bác xem luôn. Test cho các bác xem luôn nhé. Đó. Đây. Em rất là nhiều râu nhá, em sẽ test sản phẩm cho bác xem luôn. Đó. Đây các bác quan sát để ý trước khi cạo và sau khi cạo các nhá. Đó, trước khi cạo này. Đấy, các bác theo. Đấy, các bác theo. Đó. Chỉ có 3 giây thôi. 3 giây thôi là em đã cạo cái ria mép của em sáng choang ở đây, cái chỗ cằm này. Chỗ cằm này của em rất nhiều râu và râu dày luôn, em sẽ cạo cho các bác xem nhé. Các bác nghe cái tiếng râu nó đứt chưa? Đó. Đấy. Đấy các bác thấy không? Này. Cạo xong phát trắng phau đi luôn. Đó. Thấy không? Rất sạch luôn các nhá. Đó. Thì nó tương đối là sạch luôn các nhá. Cạo xong thì các bác lại vệ sinh đi thôi. Đây, các bác cứ ấy tay như này. Đó, sau đó thì các bác vệ sinh đi. Đây dầu nó đứt rồi này con này. Đó, dầu nó đứt rồi đây. Đấy, thì các bác vệ sinh đi. Đấy, vệ sinh đi. Đó, đây có tặng kèm các bác một cái chổi này. Các bác vệ sinh đi là xong. Rất là tiện nhá. Đó. Vệ sinh sạch sẽ đi là xong. Vệ sinh sẽ đi lần sau mình lại sử dụng nhá, rất là tiện luôn. Thì con máy cạo râu này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 170.000 bao ship. Đó, 170k bao ship cho bác luôn. Nếu mà các bác lấy thêm bộ lưỡi nữa thì là thêm cho em 40.000 nữa. Một bộ này của nó thì bao gồm là một màng và một lưỡi. Đó. Một bộ này của nó là một màng và một lưỡi. Đó. Đây là cái màng này. Và thêm một cái lưỡi nữa. Thêm một cái lưỡi nữa nhá. Đây. Đấy. Một cái màng một cái lưỡi. Đấy, đây là hai cái màng. Đây. Lưỡi đây. Cái lưỡi của nó đây này. Đây. Đó. Đây. Đây. Đây là cái lưỡi này. Đấy, đây là cái lưỡi của nó này. Đấy, lưỡi đây. Còn màng đây, đúng nhá. Đó. Đây. Đây, một bộ của nó bao gồm là một màng một lưỡi như này. Hàng siêu ngon luôn. Bên em đang gửi tới các bác với giá là 40k một bộ như này. Sản phẩm tiếp theo lên cho các bác đó là cái đồng hồ nhiệt kế này. Đấy. Đồng hồ nhiệt kế đây. Đó, đồng hồ nhiệt kế này. Đồng hồ nhiệt kế hàng của Nhật quá này. Đó. Thì bây giờ độ ẩm đang là 83% nhiệt độ. Đây, em sẽ bấm lại
độ F độ C. Đấy, nhiệt độ là 28,4 độ này, độ ấm là 79%. Giờ là 11:56. Đây, khi các bác muốn cài lại giờ thì các bác chỉ cần tháo pin ra cho em, và lưu ý là đúng 12 giờ trưa thì các bác lắp vào là tự nó sẽ cập nhật giờ 12 giờ trưa. Đó, ok các bác nhá. Rất đơn giản thôi, cài giờ chỉ vậy thôi. Có lấy để luôn. Các bác để trên bàn làm việc, hoặc là để trên ô tô, hoặc là để trên giá sách, các thứ nói chung ok hết. Rất đẹp luôn. Và các bác nào cần cập nhật nhiệt độ thì ok. 130k, các bác lên mã cho em là đồng hồ nhiệt kế 130k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác đó là hai cái khò ga này. Thì bên em đang có hai mẫu. Mẫu này là mẫu loại to, khò đại các bác nhá. Các bác lên cho em là khò đại 180k bao ship. Còn con này là 100k. Con khò bé này là 100k các bác nhá. Đấy, con bé màu trắng này là con này là 100k. Đấy. Con này là 100k thôi các bác nhá. Đó, con này là 100k. Các bác lên mã cho em là khò ga. Đấy, lên cho em con này là khò trắng này. Khò trắng 100k. Đây. Khò trắng này 100k các bác nhá. Còn con khò đại này. Khò đại này là 180k. Khò đại này 180k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác đó là cái bút thông mạch này. Con này dùng rất là tiện luôn, bút thông mạch này. Đấy, dùng rất là tiện luôn. Thì con này nếu mà đo điện dương thì nó màu đỏ, điện âm thì màu xanh, và nó có thể thông mạch được luôn các bác nhá. Thông mạch được luôn. Đó, đo thông mạch luôn. Rất là tiện. Đó. Thì con này bên em đang gửi tới các bác là 110k. Các bác lên mã theo là bút thông mạch các bác nhá. Đó, bút thông mạch. Đang gửi tới các bác là 110k con bút thông mạch này. Các bác lên mã theo là bút thông mạch 110k các bác nhá. 110k con bút thông mạch này. Đó, 110k các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác đó là cái nạo gót chân. Nạo gót chân này. Đó. Con này thì đây. Đấy, một bộ của nó này bao gồm là tặng thêm hai hộp này, cộng với lại một cái tay nắm này. Hàng siêu đẹp, siêu chất luôn các bác nhá. Đó. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 80k. Đó, 80k thôi. Các bác lên mã cho em là nạo gót chân 80k. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho các bác đó là cái tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi đây. Hàng cũng của nước vua, rất chất luôn nhá. Đó, đây. Con này thì ví dụ các bác cứ thế này đưa vào cắt là xong. Cơ chế hoạt động của nó là dạng đảo bánh răng không nhá. Đảo cái cánh lưỡi cắt bên trong. Đó, cứ thế nó sẽ cắt cho mình thôi, rất là sạch sẽ luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em là tỉa lông mũi. Con này anh em gửi tới các bác là 100k. 100k các bác nhá. 100k một con tỉa lông mũi này. Đó. Rất ngon lành luôn. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay đó là cái bơm 2T hàng nội địa Nhật này. Đó. Em hôm nay dọn kho còn một con duy nhất. Đấy. Thì lại thanh lý cho các bác luôn. Với cái giá rất là ưu ái, mềm mại, thanh lý cho các bác. Đấy. Em đang bán là 350k, hôm nay bên em sẽ thanh lý luôn cho các bác là 290k bao ship luôn các bác nhá. Đó, 290k và bao ship. Đây. Đấy, hàng siêu chất luôn các bác ơi. Bơm cực kỳ là khỏe luôn. Con này thì bên em đã test cái xe 4 chỗ hết sạch mọi tí hơi, và em bơm nó vẫn đẩy lên bình thường các bác nhá. Đó. Dòng bơm 2T, khung xương chắc chắn. Đấy, khung xương chắc chắn. Hơi ra rất là đẫy, khỏe nhiều hơi. Đó. Còn một con duy nhất dọn kho, thanh lý luôn cho các bác 290k bao ship các bác nhá. Đây. Đấy. Để em sẽ test cho các bác xem cái đồng hồ của nó đây. Đây các bác nhá. Đây. Đấy, các bác nhìn đi, đồng hồ áp suất nó đang lên các bác nhá. Đó. Đồng hồ áp suất nó báo đang lên này. Đấy. Đây, đồng hồ đang lên số 2 này. Đấy, em bỏ ra. Đấy, nó tụt xuống các bác thấy không? Bơm thì rất là khỏe. Đẩy hơi luôn các bác nhá. Đó. Rất là đẩy hơi luôn. Đó, đây. Đầu bơm, đầu vòi kết nối cực kỳ là chắc chắn luôn. Đồng hồ báo các thứ nhá. Đồ đấy chuẩn chỉ ngon lành cành đào luôn. Thì con này bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 290k. 290k con bơm 2T này không nhá. 290k thôi. Thầy lý nốt cho các bác. Đấy, lô hôm trước, video hôm trước em về được mấy chục con ấy, thì chỉ còn có mỗi con này thôi. Thì hôm nay thanh lý nốt. Đây. Đấy, hàng của thương hiệu Centerlay. Đó nhá. Đó, Centerlay made in Japan. Chữ khắc chìm luôn, siêu chất luôn các bác nhá. Đó, thanh lý nốt cho các bác 290k. Đó. Sản phẩm tiếp theo em lên được quý bác trong ngày hôm nay đó là cái
con dao siêu tầm này thì bên em đang có hai mẫu đây. Đấy, đây. Hai mẫu đây. Dao siêu tầm hàng của Nhật, hàng của Mỹ này. Đấy, thì bên em đang có hai mẫu. Đó, hai mẫu đây. Chất chất luôn luôn nhá. Đó, đây. Hai mẫu đây. Đấy không nhá. Đó. Thì mẫu đầu tiên là cái con dao nắm đấm này. Các bác ơi, mã cho em là dao nắm đấm coi nhá. Con nắm đấm này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 250k con nắm đấm này. Các bác dùng rất là ngon và chất luôn. Đó, rất ngon và chất luôn coi nhá. Các bác lên mã cho em là dao nắm đấm này. Đấy. Khi các bác cho vào ấy thì các bác đẩy cái lẫy bên này vào cho em. Nó có cái lẫy trong này. Đấy, các bác đẩy vào và gấp vào như này là xong. Đó. Gấp vào như này thôi nhá. Gấp vào như này. Đó. Còn giở ra thì các bác giở từ từ này cho em. Mình lấy tay mình hãm cái này lại để mình giở ra. Đó, đây. Coi nhá, rất là ngon lành luôn. Các bác lên mã cho em là dao nắm đấm. Con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 250k. Đấy, 250k con này thì bên em sẽ bao ship cho bác luôn. 250k thôi nhá. Đó. Còn con này là con dao màu xám này. Các bác lên mã cho em là con dao xám các nhá. Đấy, con dao gấp xám. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 200k nhá. Đó. 200k cũng bao ship cho bác luôn nhá. Đó. 200k bao ship. Các bác lên cho em là dao con gấp xám các bác này. Đó, con gấp xám. Con này cũng dùng rất là ngon luôn. Thì đây, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này vào thôi. Đẩy cái lẫy này vào. Đó là dao nó sẽ vào này. Rất là ngon luôn. Còn mở ra thì nó rất đơn giản rồi. Đó. Con này thì nó có cả bật bia này, rồi cắt dây này, rồi phá kính các kiểu luôn, phá kính này, cắt dây này. Đấy, rất là đa năng, cài khuy áo này, đó rất đa năng luôn các nhá, đó rất ngon luôn. Đấy. Các bác lên mã cho em là con dao xám đen, dao gấp xám đen 200k bao ship. Sản phẩm tiếp theo lên thì quý bác trong ngày hôm nay đó là cái bẫy chuột thông minh. Bẫy chuột thông minh thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 20k một cái các nhá, 20k một con bẫy chuột thông minh này, đó. Con này dùng cũng rất là ngon luôn, 20k một cái thôi. Đây, các bác chỉ cần ấn đều như này. Ấn đều như này nó sẽ mở bẫy ra. Đấy, khi con chuột nó chạy vào này. Đấy, chạy qua hoặc là các bác cho mồi vào cái lỗ này. Đó, chạm nhẹ cái là bẫy sập luôn. Đấy, các bác lên cho em là bẫy chuột thông minh, 20k một cái nhá. 20k một cái bẫy chuột thông minh này, rất tiện dụng cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo lên các bác trong ngày hôm nay, đó là cái bộ lấy dây tai này. Bộ lấy dây tai, hàng siêu chất luôn. Đó thì con này bên em đang gửi tới các bác với giá là 60k. Đó, 60k cái bộ lấy dây tai này các bác nhé. Đó, 60k. Đấy, bộ lấy dây tai 60k một bộ này. Dùng siêu chất luôn các bác nhé. Đây. Đấy, khi các bác nhận hàng các bác có thể kiểm tra. Đấy. Đây nhá. Ở trong này thì nó đầy đủ bộ như này luôn. Con này nó có cả gioăng chống nước luôn các bác nhé. Gioăng chống nước luôn. Các bác có thể sử dụng thoải mái để đeo vào móc khóa xe. Đấy, ở đây thì nó có 1, 2, 3, 4 này, 5 này, 2, 4, 6 đầu tất cả, 6 đầu này, đây, 6 đầu thì đây nó có cả đầu lò xo quá nhá, có cả đầu lò xo, rồi đầu rất là nhiều các loại đầu khác nhau để các bác sử dụng, rất là ngon luôn, hoàn toàn là inox 304 hết, các bác có thể treo vào trong móc khóa của mình, ngoài trời thoải mái, con này nó có gioăng chống nước luôn. Đấy, có dòng chống nước luôn, rất là đẹp, màu sắc đẹp, inox dày dẫn chắc chắn 60k. Bác lên mã giúp cho em là bộ lấy dây tai 60k có nhá, 60k bộ này. Sản phẩm tiếp theo em lên được quý bác trong ngày hôm nay đó là cái bộ mũi khoan tháp này. Bộ mũi khoan tháp thì đây, bộ mũi khoan tháp này bên em đang gửi tới các bác với giá là 300k, thanh lý luôn cho các bác, 270k bao ship, hàng của thương hiệu UK này, Unica Japan quá này. Đó, Unica Japan này. Đấy, đây, một bộ của nó đây không nhá. Một bộ là chọn bộ là bao gồm là 1 2 3 4 5. Năm cái mũi như này coi nhá. Bộ này 5 cái luôn, rất chất luôn coi nhá. Một bộ này 5 cái luôn. Rất ngon lành kinh dẻo luôn. 1 2 3 4 5. Đó, 1 2 3 4 5, rất ngon lành luôn. Thì bên em đang gửi tới quý cô bác anh chị với giá là 270k bao ship cho bác luôn. Bác lên cho em là bộ khoan tháp 270k bao ship các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay đó là cái bộ V37, bên em đang bán là 380.000, thanh lý luôn cho bác là 350k bao ship. Đấy, còn một bộ duy nhất trong ngày hôm nay thôi. Đó, đây, hàng siêu đẹp luôn. Các bác thấy không? Đó, đây. Đấy, các cái đầu chi tiết của nó này.
Đấy, bộ này của nó thì nó rất là hay, rất là nhiều các cái đầu khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đầu tiên là tay công này, tay công thì các bác có thể đảo chiều này, đấy, xoáy đảo chiều nhá, đó, chiều cố định hoặc đảo chiều, nói chung là rất là ngon lành luôn các nhá, đó, đấy, xoáy nhanh đảo chiều này, đấy, vít này, các bác có thể sử dụng cái con vít tùy ý để mình xoáy này, rất tiện luôn nhá, đó, hàng made in Germany các này, đó, made in Germany, rất tiện dụng luôn các nhá, hàng của Đức nhá, có tay nối dài luôn, ví dụ các bác dùng mà nó ngắn thì các bác dùng con nối dài này để đưa cho nó cái vít, nó đầu vít nó dài ra, ok chưa ạ? Đó, đầu vít dài ra rất là ngon luôn, đó, rất ngon luôn đó nhá. Đó, ngoài ra thì nó có cả cái phần tay của thằng tay công trực tiếp này, đây công này, đấy các bác lắp này, đấy, công đảo chiều trái phải này, đấy, tay lắp, nó gọi là tay lắp, tay tách luôn, rất là ngon, đấy, đấy. Made in Germany thôi, rất là ngon luôn. Thì con này ngoài ra nó còn có cả đầu khẩu nữa các bác nhá, đấy. Đấy, nó có cả đầu khẩu luôn đây này. Đấy, có các cái đầu khẩu luôn, nói chung là rất là tiện. Các bác muốn sử dụng cái đầu nào thì sử dụng cả một bộ như này. Giá chỉ có 350k. Bao nhiêu thứ cho các bác. Khẩu của nó thì từ 4 đến 14 nhá, từ 4 đến 14. Nói chung là bộ này dùng để chấm hết đấy các bác, rất tiện dụng luôn. Đấy, hộp hiếc đựng rất là đẹp, có quai đeo luôn. Hàng của Đức các bác nhá, hàng của Đức. Các bác lên mã cho em là bộ V37, bên em đang bán là 380.000 thanh lý cho các bác luôn, 350k, bao ship bộ V37 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là cái đá vĩnh cửu này, đá vĩnh cửu nhá. Thì bên em đang có dòng là dòng 6 viên, thì bên em thanh lý nốt cho các bác là 170k, bao ship cái dòng 6 viên này. Đó, còn đây là dòng 8 viên này. Dòng 8 viên thì bên em đang bán là 200k bao ship đây. Đấy, 8 viên các bác nhá. Về nhà các bác chỉ cần rửa tay vệ sinh đi, sau đó các bác bỏ vào cái tủ ngăn đông nhà mình. Đấy, ngăn đông nhà mình. Muốn uống bia thì các bác rón cho em 3 viên này vào một cốc bia, đó là mình sử dụng thôi, rất là tiện. Đây, hàng của Đức cô nhá, siêu chất lượng luôn. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu, một vỉ này của nó là 8 viên là 200k bao ship, còn cái vỉ 6 viên này thì thanh lý nốt cho các bác luôn là 170k cũng bao ship luôn. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái bộ ví da đây, bộ móng tay ví hồng. Bộ này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đây, hàng siêu đẹp siêu chất luôn các bác nhá. Đó, siêu đẹp siêu chất luôn. 150k, bác lên đã cho em là móng M1 150k, thanh lý nốt cho bác 120k bao ship luôn. Móng M1 120k bao ship. Đấy, các cái đầu cắt của nó này, kéo cắt này, đầu bấm đầu biếc, nói chung là đầy đủ luôn. Đó, móng M1 120k bao ship luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay đó là cái dây sạc đa năng này. Hàng nội địa Nhật thôi, dây sạc đa năng đây. Dây này thì bên em gửi tới các bác với giá là 90k con dây sạc này các bác nhá. Đó. 90k con dây sạc này. Dây sạc đa năng 90k. Dùng siêu tiện luôn các bác nhá. Rất là tiện luôn. Rút ra rút vào rất là tiện luôn. Chân của nó là chân ba chân chính này. Taishi Samsung Oppo, hàng siêu chất lượng luôn. Đó. 90k con này các bác nhá. 90k con này. Còn con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 130k. 130k. Các bác lên mã cho em là dây sạc U1 này, 130k. Đấy, các bác lấy cả bộ, cả dây sạc, cả dây sạc cả ổ như này thì bên em thanh lý luôn cho các bác là 220k bao ship một bộ như này. 220k bao ship các bác nhá. Con này thì có hai cổng USB, một cổng cắm điện, rất chất luôn. 220k bao ship các bác nhá. 220k bao ship. Sản phẩm tiếp theo lên với bác trong ngày hôm nay đó là cái đèn đeo đầu cảm ứng này. Đấy, hàng của Nhật này. Đấy, bên em đang gửi tới các bác với giá là 180k bao ship đây. Đấy, cái này của nó thì đây các bác nhá, nó khi các bác bật lên sau đó thì các bác sử dụng cái nút cảm ứng này đây, vút qua vút lại là nó sẽ tự tắt các bác nhá, rất là tiện luôn. Đó, sáng này tắt này, sáng này tắt này, rất tiện luôn. Đèn đeo đầu cảm ứng rất tiện luôn. Con này thì bên em đang gửi tới các bác giá là 180k. Các bác lên cho em là đèn đeo đầu cảm ứng hàng của Nhật này, 180k nhá. 180k một con đèn này, có thể gập đi gập vào thoải mái luôn, rất là chất luôn không nhá. Đó. Thân của nó là bằng hợp kim không nhá, zoom của nó đây. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, zoom này. Đấy, rất là tiện luôn không nhá. Đó. 180k không nhá, rất là tiện luôn. Đó. 180k con đèn đeo đầu cảm ứng này. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên kia trong ngày hôm nay đó là cái Eto này. Eto thì bên em còn hai con
Thì hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý luôn cho các bác. Đang bán là của thương hiệu Asahi này, Japan này. Đấy, Eto nhá. Độ mở cực kỳ là tốt luôn. Mở nó ra rất là tốt luôn các nhá. Đó. Con này thì em còn hai con duy nhất, thanh lý luôn cho các bác luôn. Với cái giá là em đang bán là 250k. Hôm nay bên em sẽ thanh lý luôn cho các bác là 230k và bao ship luôn các nhá. 230k bao ship. Eto của Nhật, thanh lý nốt còn hai con nữa. Đó, 230k bao ship các nhá, rất chất luôn. Đó. Tiếp theo lên cho các bác cái massage này. Đó, massage tay này các nhá. Massage tay đây. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 70k. 70k các nhá. Massage tay đây, 70k. Hàng của Nhật cực kỳ là ngon luôn, massage này. Đấy, massage thư giãn rất là tốt luôn các nhá. 70k con này thôi. Đó, sản phẩm thì còn rất nhiều nhưng mà em xin dừng video tại đây. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành quý bác anh chị đã quan tâm theo dõi hộ làm mua hàng bên em. Chào lại quý bác anh chị video lần sau. Em xin chân thành cảm ơn.